Sáng ngày 14 tháng 6, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết vẫn đang đợi kết quả kiểm tra, xác minh vụ chủ quán cơm gà An Hiền chửi tục với nữ du khách xảy ra mấy ngày trước đó. Trong biên bản làm việc với phường Sơn Phong, bà Trương Thị Thu Hiền, chủ quán cơm gà An Hiền, đường Lý Thường Kiệt, giải thích rằng trước đó khách có gọi điện đặt cơm cho đoàn. Nhưng chồng bà nghe điện thoại rồi không báo lại khiến bà không nắm được. Để sự việc rõ ràng hơn, phường Sơn Phong đã yêu cầu bà Hiền cung cấp clip từ camera an ninh. Trong đoạn video dài hơn 2 phút mà bà Hiền gửi cơ quan chức năng cho thấy nữ du khách đi vào quán cơm gà rồi ngồi đợi ở bàn. Bà Hiền cùng người phục vụ có trao đổi gì đó nhưng không nhận được sự đồng ý của nữ du khách. Hai bên lời qua tiếng lại, người khách ngồi ở bàn vùng dậy, ném chiếc dĩa đặt trên bàn xuống đất rồi đứng chỉ tay vào hướng bà Hiền. Trong đoạn clip quay cùng thời điểm được đăng trên mạng, bà Hiền hất hàm văng tục rồi chỉ thẳng tay vào mặt nữ du khách. Một lúc sau thì khách rời đi. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng ngày 14 tháng 6, lãnh đạo thành phố Hội An cho biết sự việc xảy ra từ hành xử chưa đúng mực của bà Hiền. Bà Hiền cũng đã nhận sai và nói rằng sẽ không để tái diễn. Tuy nhiên, để rõ ràng hơn, lãnh đạo thành phố Hội An yêu cầu phường Sơn Phong xác minh kỹ với các bên, trích xuất camera, làm việc với những người chứng kiến sự việc và tìm cách liên lạc với nữ du khách đã bị bà Hiền chửi để đối chứng.